cánh cổng trường mở ra, môn thi cuối khép lại, các học sinh vui mừng chạy lên vỉa hè, nơi thầy giáo chủ nhiệm của mình đang ngồi. Chiều mùng 8 tháng 7, các sĩ tử 2K3 chính thức hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, môn thi cuối cùng là ngoại ngữ. Trong khi nhiều thí sinh nô nước ùa vào lòng cha mẹ để chia sẻ niềm vui sau buổi thi thành công thì trên một diễn đàn, nhiều học sinh đăng tải hình ảnh người thầy ngồi chờ học sinh suốt buổi thi kèm dòng chia sẻ gây xúc động, hình ảnh người thầy trông ngóng các con yêu của mình. Dù cho có thành công hay thất bại, chúng con vẫn là học sinh giỏi nhất của thầy. Liên lạc với Hiên Hiên, cô bạn cho biết đó là hình ảnh chụp thầy Đức Nguyên, dạy môn sinh học, là chủ nhiệm lớp 12A2, trường trung học phổ thông Hòa Tú, tỉnh Sóc Trăng. Chiều mùng 8 tháng 7, thầy Nguyên đã ngồi trước cổng trường trung học phổ thông Hòa Tú để chờ các học sinh của mình thi xong, sau đó đến hỏi han tình hình của từng em. Hôm qua thầy cũng đến và chờ chúng mình như thế, là một học trò của thầy, mình thật sự rất thương thầy và xúc động khi thầy quan tâm như vậy. Với thầy, chúng mình như những đứa con, luôn được thầy quan tâm và dạy bảo, Hiên chia sẻ. Với những bạn học sinh tâm sự không làm được bài, thầy Nguyên đã kịp thời động viên, đưa ra lời khuyên bỏ qua môn thi đó và tập trung hết sức vào các môn thi khác để kéo điểm lên. Nhiều bạn học sinh lớp 12A2 nhờ lời động viên này mà tự tin chinh phục các chướng ngại vật còn lại. Theo chia sẻ của Hiên, thầy Nguyên ngày thường rất gần gũi với học trò. Trong các tiết học, thầy nghiêm khắc và chỉ bảo tận tình để học sinh hiểu bài, ngoài giờ lên lớp, chưa một buổi tụ họp giải trí nào của 12A2 thiếu vắng thầy. Mỗi lần đến kỳ thi, dù lớn hay nhỏ, thầy đều nhắc cả lớp phải chuẩn bị và học hành nghiêm túc. Vâng lời thầy, cả lớp luôn cố gắng học thật tốt để không phụ sự mong mỏi và dạy dỗ của thầy, Hiên chia sẻ. Sắp xa mái trường cấp 3 thân yêu, tập thể lớp 12A2 cảm thấy lưu luyến những tháng năm học trò bên người thầy chủ nhiệm thân thương. Dù đi đâu về đâu thì 12A2 vẫn luôn nhớ và khắc ghi công ơn dạy dỗ của thầy Nguyên, xin cảm ơn thầy rất nhiều, Hiên chia sẻ.